Ba Phi chào tất cả các bạn kênh YouTube nha. Hôm nay mình có làm cái clip là đi qua kinh người nhà quê các bạn, giao lưu với kinh Hưng Phạm ở Mỹ Tho rồi nha các bạn. Giờ đang đợi bến phà. Bữa sáng đi. Ba Phi vừa qua tới nhà của kinh người nhà quê các bạn. Giờ đi ra mé sông ngay chỗ cái chòi của kinh người nhà quê đây. Rồi chào Đạt nha. Đây là chòi của kinh người nhà quê, với nhà này là nhà của Đạt. Đó là mặt quen thuộc rồi các bạn biết rồi. Làm mất 10 phút. Nướng. Nướng hả? Gà nướng nha các bạn. Nướng. Đúng mà. Mà gà làm cái lần nữa. Thịt có chút xào à. Anh Phạm nói anh 8 giờ nó mới đi. Ủa mà từ Mỹ Tho xuống đây 1 tiếng không? 20 phút hả? Tàu đường biển xuống đây 20 phút hả? Ủa vậy đi nè. Đó, sao tới giờ hay là để vậy đó. Này bạn gà xiên que ha, nướng nè. Đó, coi cái lép mà gà lép. Có. À, cái lép này chắc về làm mà tới tập 1, tập 2 quá. Qua đây chắc tiếp hơi bị dài. Phóng xanh nha các bạn. Nói chung mà lên game mới chịu á. Tới giờ xong rồi các bạn, giờ chuẩn bị thang lên nãy giờ chưa đủ tuổi đời mà chưa cháy các bạn. Còn đây là Kha, cũng kinh người nhà quê các bạn. Đây là cũng mình là đầu tiên mới gặp Kha, còn Đạt thì bữa hôm qua rồi. Ủa sao bữa đó Kha không đi theo một bánh trời luôn? Phạm TV các bạn. Nay là cũng là giao lưu nay đó, rất là vui vinh hạnh được gặp kênh Hưng Phạm TV nè. Ở đây chỗ cũng chuẩn bị là xong rồi nha các bạn. Nãy giờ dùng qua cũng công chuyện lô bu không có phụ được gì anh Đạt với này thông cảm nha. Không Đạt qua làm đầu bếp à. Hey.
như là nấm kim châm. Kim châm hả? À? Món này ăn lẩu hả? À? Nướng. Nướng hả? Ừ, giống như búp bê vậy đó. Ủa mà Hân ở Bến Tre nè, cũng ở lẫn lên gần đây không Hân? Con cơm các bạn. Lấy cái cô chú cái coi. Đây là em của cháu của anh Đạt các bạn. Quê luôn. Nhỏ mà lành lắm. Hôm nay bây giờ là cuốn với nấm kim châm nha các bạn. Nướng. Món này ăn tuy là ngon mà nó hơi cực công các bạn. Ơi. Có xà lan. Ủa mà ngay chỗ này là cái ngã ba. À Đạt. Chỗ cái sông này là cái ngã ba phải không? Ngã ba dặn quá. Còn ngoài kia là xà lan á. Thịt nướng nha các bạn. Thịt cuốn nấm nấm linh chi. Rồi gà chín nè các bạn. Gà chín. À, mấy anh em cũng làm mọi bạn xong rồi đó nha các bạn. Giờ đang chuẩn bị đợi nước thịt nữa, không nước thịt nữa là xong rồi dọn lên nha các bạn. Giờ anh em mình đang đổi ngồi và xung hợp với nhau để chia sẻ. Con bé này lạnh quá nè. Con bé này đồng chí mỏi á. Thanh nước gà hả? Mà con này không lấy máy à bé. Thằng lớn su hả, su ca hả? Lành chứ ta. Chịu làm rễ chú không? Gái tôi lắm á. Gái chú có 2 đồng tiền thôi nha. Thank you.
cái núi lỏ luôn. Hai ba vô. Vô. Vậy mà là nó nhát nữa chứ. Mời bạn nha. Cảm giác cánh gà như thế nào? Chưa ăn hả? Món nha các bạn. Quay qua thấy rõ cảnh cài ập bánh mì đi, khỏi quay. Tôi thấy mấy cái tầm cung vậy đó. Con bé kia hết từ kỹ luôn ra kia quay mặt cả ăn mình luôn kìa. Thử gấp miếng thịt kho này nha các bạn. Đó, hiện đạt mày xài cái đó thêm cái kho kia. Kho này ăn với cái ngà voi. Đạt mày bắp. Mời các bạn nha. Thôi bỏ một hai cái vô túi tài. Ủa cháu lên nhiêu tuổi anh được? Dạ rồi. Tuổi Hợi á. 25 cái đầu chưa chín nhiêu nói luôn. Cháu cháu là đã chung tuổi anh Quý Hợi còn nó không biết cái gì Hợi. Ất Hợi. 25 nãy nghe nói rồi. Đây là món chuột nha các bạn. Chuột công nhâm. Chuột bay. Chuột bay. Đâu vậy là nạn già rồi. Nạn cái ba mấy hả? Mày tào lao nữa. Con Ái Linh ha. Mày tào lao nữa tự nhiên. Mày nhậu không? Con người giống em. Mày nhậu không? Nhậu. Nhậu về. Nhậu. Cái gì mày đâu á. Cái hành cái dân mẹ mày phát biểu. Món chuột các bạn. Thêm món chuột nữa. Đúng rồi. Mới chiều mấy dòng này lội nó qua bên Phúc. Ai cũng ngồi tỉnh chỉ có Ba Phi là đỏ mặt nha các bạn. Ba Phi không giống quay mặt Ba Phi luôn. Ba Phi giờ thấy mặt đời rồi. Định đương chết rồi đó. Thấy Phi quay nãy giờ đó. Đây là cái lá bằng lăng nha các bạn. Cái lá này ăn được lần đầu tiên Ba Phi mới biết cái lá này ăn được cái lá bằng lăng nha. Chứ từ nhỏ lớn Ba Phi chưa biết cái lá bằng lăng là lá gì hết á. Thử đi. Để mình thử các bạn. Giờ anh lấy cái lá bậy rồi. Vậy anh lấy cái lá đó anh gói với miếng thịt nấu. Chứ ăn không được ha. Tái của chú ốp được chưa? Ăn ngon lắm. Chú ốp, cái tái của chú ốp đâu? Nè đây giờ gói. Đúng không? Không không. Gói vô miếng thịt nha các bạn. Dạ không, có bên miếng thò bả đó. Chơi với miếng nước nước chấm thơm thơm qua cầu tàu tao có gì con bên chợ gạo á. Dạ dạ năm ngoại xả xíu gói rồi mời các bạn thử nha. Bữa đi qua giao lưu là qua nhà anh này nè là năm ngoại xả xíu ạ. Cộng thêm miếng thịt miếng này nha, nó bùi lắm, nó có miếng thịt á. Đã không? Không có ăn đâu đã. Không lần lần không nó rồi xong đưa cho người ta ăn là đã hỏi đã. Cái món thịt với cái lá này nó hòa quyện nhau nó ngon, nó có vị chua chua chắc chát. Con đi theo tiếng đồi cô quan tò ở tù hai năm dưới lứa tuổi về thanh niên tay mẹ con đi trước khi đây mẹ có nhắn lời gì chiếc quay vừa ban năm trái hai mẹ cứ chạy năm trái hai mẹ cứ chạy có nhắn gửi
Xin về luôn.